tôi sẽ mô tả nhanh cách sử dụng phần mềm dạy toán 2. Bên phần mềm là những giáo viên sẽ dùng phần mềm này để hỗ trợ trong quá trình giảng dạy trực tiếp ở trên lớp. Giáo viên có thể sử dụng phần mềm như một công cụ hỗ trợ thêm cho các bài giảng của mình, có thể dùng phần mềm để giảng dạy trực tiếp trên màn hình thay cho bảng đen, hoặc có thể gọi học sinh lên bảng để làm bài tập ngay trên màn hình. Bây giờ dạy dễ chính của màn hình, phần mềm sẽ có hai chức năng chính là dạy học theo chủ đề, dạy học theo bài học. Tức giáo viên cần phải đăng ký một lần và dùng suốt trong quá trình làm việc của giáo viên. Nếu còn thay đổi, thì có thể vào đây để chúng ta có thể thay đổi tên giáo viên của mình. Bây giờ sẽ mô tả từng chức năng một. Thứ nhất là chức năng dạy học theo chủ đề. Phần mềm sẽ hiện ra các cái nút chủ đề chính của phần mềm của chương trình môn toán lớp 2. Chúng ta hãy vào thử một cái nút khi ta chuyển cũng có chỗ đây, thì tên của chủ đề hiện ra ở phía trên này. Thật sự tôi vào cái chức năng nào đó, bước vào chức năng này chẳng hạn, phần mềm sẽ hiện ra tiếp tục là các chủ đề lớn hơn, các chủ đề chính còn nằm trong bên trong của cái nhóm kiến thức này. Ở bên trái là các cái nút chính liên quan học kỳ 1, bên phải là các nút liên quan học kỳ 2. Giả sử tôi vào thử một nút thì máy tính sẽ hiện ra đây bên trong là các cái chủ đề con, thậm chí nó ở mức sâu hơn như thế này, để chúng ta sẽ giảng dạy theo từng phần, từng chủ đề một cho học sinh. Giả sử tôi vào cái chức năng là bảng nhân với k, cụ thể là với bảng nhân 2, thì ta sẽ vào được cái bảng ở đó là sẽ cô giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh học cái phần bảng nhân 2 này. Thì với bài này chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta sẽ lần lượt làm các cái phép tính trên xuống dưới. Bảng 2 nhân 2 sẽ là 4, chúng ta thấy con trỏ ở đây và ta sẽ làm tiếp tục, ở đây sẽ là 10, đây sẽ là 20, ở đây sẽ là 6, ở đây là 12. Ở bên dưới đây là các cái nút chú ý như sau: đây là cái nút làm lại cái bài tập này, đây là nút để kiểm tra xem là cái bài tập mình làm đúng hay là sai, đây là nút trợ giúp. Khi đến nút này thì phần mềm sẽ hiện ra đáp án chính xác tại vị trí con trỏ đang đứng. Còn đây là cái nút cho phép phần mềm tự động sinh cái bài luyện tiếp theo của cái chủ đề này. Còn đây là cái nút dùng để nhập dữ liệu trực tiếp, dữ liệu đầu vào cho cái dạng toán này. Nhưng mà chúng ta là kiểm tra xem đúng hay sai, đúng với đây và phần mềm sẽ hiện lên là đúng. Như vậy với cái bài kiến thức này thì chúng ta có thể là học giáo viên dùng nó để giảng dạy ở trên lớp, hoặc giáo viên có thể gọi học sinh lên bảng làm trực tiếp ở trên màn hình của máy tính. Phần mềm tự động sinh chúng ta làm thử, chúng ta xem một cái là làm sao một cái phép tính khác, giả sử là phép cộng trừ cung trỏ phạm vi 20, làm bài từ là cộng hai số cung trỏ phạm vi 20. Phần mềm tự động sinh ra cái bài này, đây phần mềm tự động sinh. Ta làm như sau: bài cộng 5 là ta bấm số 2 trước và con trỏ sẽ chuyển sang bên trái, ta bấm số 1. Bài này ở đây chúng ta có thể nút là nhập dữ liệu vào, lúc này cho phép giáo viên trực tiếp nhập cái bộ dữ liệu cho cái bản thân này ngay trên màn hình. Ta bấm vào đây và chúng ta chọn cái phép tính của chúng ta, chẳng hạn là phép tính là ta chọn cái phép toán là ví dụ như là 8 cộng với 9 chẳng hạn, phần mềm sẽ ra đúng cái phép toán là 8 cộng với 9. Và rất nhiều những dạng toán khác như vậy là trong cái phần thiết này là phần mềm sẽ hiển thị trên màn hình là tất cả các cái dạng toán được phân loại cụ thể chi tiết theo toàn bộ chương trình sẽ giáo khoa toán lớp 2. Bây chúng ta sẽ chuyển sang cái chức năng thứ hai rất quan trọng là chức năng là học dạy từ bài học. Một chức năng này thì phần mềm đã phân loại sẵn ra cho giáo viên toàn bộ tất cả các cái kiến thức mà được dạy theo từng tiết học của sách giáo khoa. Chúng ta bấm vào đây để xem, đây là phần của chương 1. Đây là những cái bài, mỗi cái bài này là bài của sách giáo khoa được dạy cho một tiết học. Phần 2, phần
phần 3 đấy, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7. Thì như vậy cho thấy là ở đây là toàn bộ những cái, đây là cái phần của chương trình đã mô tả chi tiết theo từng tiết học một của sách giáo khoa toàn lớp 2. Thật sự chúng ta vào một cái bài là cái bài 15/15 là cái bài mô tả cái mô tả ôn luyện cái phần là phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 với cái số đoạn đầu tiên kết thúc bằng số 1. Thì với cái bài này, phần mềm đã tạo sẵn ra một cái bài giảng, trong đó có 5 hoạt động: hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3, hoạt động 4, hoạt động 5. Đây là cái phần kiến thức mà phần đã tạo sẵn ra, cho nên có thể sử dụng một tất cả hoặc từng phần một những cái dạng kiến thức này. Ví dụ chúng ta vào cái hoạt động đầu tiên là dạng toán 51/29, chúng ta nháy bút vào thì chúng ta ra cái bài. Phần mềm sẽ sinh ra những cái sẽ luôn sinh ra cái bài, các cái bài luyện phép trừ có nhớ mà soạn đầu tiên kết thúc bằng số 1 ở đơn vị. Đây là bảo đây là phép tính trừ theo hàng dọc, chúng ta làm bình thường tầm 1 tôi phải 1/4 cùng 7, tại vì số 7 phải đây. Như vậy là đây là cái màn hình mà hiển thị y hệt như là trên bảng đen, chúng ta có thể dùng cái màn hình này để giảng dạy cho học sinh. Các bạn có thể nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho màn hình này. Tôi nhập con số là 71 trừ đi, làm phép trừ, trừ đi 22 chẳng hạn. Ta sẽ ra ngay kia cái bài toán là cái phép tính là 71/22. Chúng ta làm bình thường, đây là 9, ở đây sẽ là 4. Như vậy là chúng ta có thể là học, chúng ta tự làm ở trên màn hình máy tính cho học sinh quan sát, hoặc chúng ta có thể gọi học sinh lên bảng để làm. Phần mềm có thể tự động sinh ra những bài như này, và chúng ta sẽ, đây chúng ta thoát ra và ta lại sang tiếp bài số 2, hoạt động số 2, ta có thể sang tiếp hoạt động tiếp theo. Cứ như vậy chúng ta có thể thực hiện toàn bộ tất cả các hoạt động mà đã được mô tả sẵn trong phần mềm của bài học này. Và đây là cái chức năng mà cho phép giáo viên có thể cho phép hỗ trợ giáo viên giảng dạy theo từng tiết học một của toàn bộ tất cả các tiết học của trong sách giáo khoa toán 2.